chăm chỉ mà giàu. Nếu chỉ cần cù chịu khó mà giàu thì con trâu nó cũng đã giàu lâu rồi, công nhân cũng giàu lâu rồi. 12, 16 giờ đồng hồ một ngày, tại sao bạn vẫn chưa trở nên giàu có? Chúng ta không giỏi về kinh doanh, chúng ta phải đi học về kinh doanh.